Xin được giới thiệu đến với mọi người một viên thạch anh pha lê. Viên này có chiều cao khoảng 14 cm. Trọng lượng của đá là nặng là 600 g. Độ trong tương đối là tốt. Các chóp cạnh của đá thì cũng còn nguyên vẹn. Đây là phần đầu của đá. Có những điểm vàng bám đây là chất bẩn, tẩy cái là sạch ngay. Rửa bằng xà phòng cũng sạch. Đây là phần chân của đá. Ta quan sát rất kỹ. Anh được xếp tầng vì trục lại. Phần chân chúng ta quan sát kỹ nhé. Các thạch anh tinh thể xếp lớp thành hình vì trục. Hàng pha lê hoàn toàn tự nhiên. Cùng quay rất chi tiết để mọi người cùng xem. Đầu chóp còn nguyên vẹn, các cạnh cũng thế.